bị dân quy tội tạo phản, Tô Đại xúi Tô Trung lên thành mình. Lò đốt củi tham nhũng là phương hiệu của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 8 năm qua, ai cũng biết điều đó, và củi được đưa vào lò trong khoảng 7 năm qua là do ông Tổng lựa chọn rồi cho Tô Lâm quẳng vào lò. Ngần ấy năm, người dân mặc định hễ lò cháy là do bàn tay của ông Tổng Bí thư nhóm lên. Tuy nhiên, từ khoảng đầu năm 2024 cho đến nay, công cuộc đốt lò đã có dấu hiệu bất thường trông thấy. Từ đó, dân mới cho rằng lò đã đổi chủ, và câu hỏi đặt ra là lò có đổi chủ thật hay không? Hai nhân vật chính trong việc đốt lò suốt 8 năm qua là ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm không hề lên tiếng về vai trò chủ lò. Tuy nhiên, sự bất thường trong việc đốt lò đã thể hiện rất rõ trong thời gian gần đây khi không còn theo quy trình mà Tổng Bí thư đã đề ra trước đó. Đối với quan chức cấp ủy viên Trung ương Đảng thuộc diện Bộ Chính trị quản lý hoặc cấp Phó Bí thư tỉnh thuộc diện Ban Bí thư quản lý, ông Tô Lâm đều cho bắt như bắt gà. Không cần thông qua quy trình kỷ luật về mặt đảng. Quy trình kỷ luật cán bộ đảng viên là do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ban ra. Nay Tô Lâm dẫm đạp lên, nghĩa là ông không còn coi ông Trọng ra gì. Ông Tôn Sô tại buổi họp báo thường kỳ vào ngày 4 tháng 5. Việc loại ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ trong thời gian rất ngắn cũng là điều hết sức bất thường. Người dân đặt câu hỏi ông Thưởng và ông Huệ ngã ngựa thì ai là người có lợi trong cuộc đua tranh vào vị trí Tổng Bí thư. Từ đó nổi lên vai trò của Bộ trưởng Tô Lâm. Chiều ngày 4 tháng 5 tại phiên họp báo thường kỳ của Chính phủ, khi thông báo về vụ án tập đoàn Thuận An, ông Tôn Sô, người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam đã nói: khi lãnh đạo ban chuyên án báo cáo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về một số vụ án do Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương chỉ đạo, Tổng Bí thư đã có lời khen ngợi với lực lượng công an đã quyết tâm quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, yêu cầu Bộ Công an tiếp tục quyết tâm quyết liệt hơn nữa theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Câu nói này có vẻ như muốn khoe thành tích của người đại diện Bộ Công an, tuy nhiên ẩn trong lời khoe khoang ấy là sự thanh minh khẳng định rằng những trận đánh vừa qua không phải do Bộ Công an tự ý làm mà có báo cáo với Tổng Bí thư. Nghĩa là ông Tô Lâm hàm ý rằng việc đánh Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ là do ông Tổng chứ không phải tôi. Theo nhiều nguồn tin nội bộ cung cấp, hiện nay ông Trọng thường xuyên phải nằm ở bệnh viện quân y 108. Tình hình sức khỏe của ông không tốt, không tiện để tham gia các cuộc họp của Trung ương Đảng. Một người đang vật lộn với bệnh tật, liệu có còn đủ minh mẫn để chỉ đạo những trận đánh lớn hay không là câu hỏi được đặt ra. Đấy cũng là một câu hỏi cho ông Đại tướng Tô Lâm. Sức khỏe của ông Trọng càng ngày càng yếu, nhưng lò thì cháy càng ngày càng mạnh. Thời Tam Quốc, Thừa tướng Tào Tháo dù vẫn xưng thần với vua Hán Đế, nhưng thực chất mọi chiếu chỉ của triều đình đều do ông soạn. Chỉ có con dấu là của vua. Cả triều đình đều biết tất cả các mệnh lệnh đều là của Tào Tặc, nhưng trên danh nghĩa là của vua ban nên không ai dám trái lệnh. Bởi nếu trái lệnh sẽ bị kỷ luật tội khi quân và cho xử trả. Ông Trọng đã có thực quyền trong tay thời gian rất dài, chứ không phải là vua bù nhìn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ông phải chống chọi với bệnh tật và đã không còn đủ sức khỏe và sức mạnh để nắm giữ quyền lực. Điều phi lý là bệnh càng nặng, lò của ông đốt càng mạnh mà không còn đốt theo quy trình do chính ông ban ra nữa. Phải chăng Tô Lâm đang lợi dụng uy quyền của ông Tổng để đốt lò phục vụ cho chính ông? Chúng ta hãy cùng đợi xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin bị dân quy tội tạo phản, Tô Đại xúi Tô Trung lên tiếng thành mình. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Càng muốn thoái lui, bà Trương Thị Mai càng bị đẩy lên đỉnh quyền lực, cơ hội hay ác mộng? Bà Trương Thị Mai là người trưởng thành từ cán bộ đoàn, mà thông thường những người trưởng thành từ đội đoàn đã những người được người khác nâng đỡ, ít có cơ hội tạo dựng vây cánh vững mạnh cho mình.
ông Võ Văn Thưởng cũng đi lên từ cán bộ đoàn, mặc dù ông lên được đến chức chủ tịch nước, nhưng vây cánh của ông không mạnh. Bà Trương Thị Mai bắt đầu nổi lên từ khi tham gia vào ban bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng nhiệm kỳ 2016-2021 với chức trưởng ban dân vận trung ương. Đến đại hội 13, bà được ông Trọng tín nhiệm giao cho chức trưởng ban tổ chức trung ương mà ông Phạm Minh Chính đã để lại. Thông tin cho biết đã hai lần bà Trương Thị Mai đòi rút lui. Bà Mai được ông Tổng tín nhiệm không phải vì bà giỏi giang hơn, được việc hơn người khác, mà vì bà được đánh giá là trong sạch và dễ bảo, phù hợp với các tiêu chí mà ông Tổng đưa ra đã được luật hóa. Chính vì thế, sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc ngã ngựa, ông Võ Văn Thưởng được đẩy lên làm chủ tịch nước, thì ông Trọng giao luôn trọng trách thường trực ban bí thư cho bà Mai. Từ đó, bà Mai kiêm luôn hai chức vụ. Cũng chính vì thế mà bà Trương Thị Mai đã tiến thân thần tốc, trong bối cảnh Bộ Chính trị gục ngã như ngả dạ. Điều đáng nói là những kẻ bị gục ngã là những nhân vật được cho là cứng cựa hơn bà trên chính trường. Bà liên tục bị đẩy lên những nấc thang quyền lực cao hơn ngay giữa cơn bão siêu mạnh trên chính trường Việt Nam. Tại cuộc họp bất thường của Bộ Chính trị hồi trung tuần tháng 3 vừa qua, bà Trương Thị Mai đã một lần xin nghỉ hưu nhưng không được ông Trọng của Bộ Chính trị chấp nhận. Có lẽ sau khi Võ Văn Thưởng ngã ngựa và Tô Lâm tạo phản, ông Trọng cần bà Mai ở lại để ít nhất giữ ghế không cho phe Tô Lâm nhảy vào tranh đoạt. Lúc đó Tô Lâm đang đòi ghế trưởng ban tổ chức trung ương cho ông Nguyễn Duy Ngọc. Sự nghiệp chính trị của bà Mai được xem như là phép màu giữa bão tố chính trường mà bà lại cứ thăng tiến vù vù. Mặc dù thế, và lực của bà được xem là yếu nhất trong số 5 nhân vật chủ chốt. Ban đầu là ghế trưởng ban tổ chức trung ương, sau đó bà kiêm luôn ghế thường trực ban bí thư. Trong 3 năm, bà lên 2 chức, một tốc độ tiến thân rất thần tốc. Chưa dừng ở đó, theo nguồn tin mà Thời báo .d nhận được, tại kỳ họp bất thường của Bộ Chính trị vào ngày 25 tháng 4, một lần nữa bà Mai được giới thiệu vào ghế chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên, bà Mai đã không muốn nhận chức này và nguồn tin cho biết thêm bà dọa sẽ nộp đơn từ chức. Như vậy, rõ ràng bà Mai không muốn tiến thân, bà chỉ muốn thoái lui giữa cơn sóng cồn, nhưng thời thế lại cứ đẩy bà lên cao. Hiện tượng kỳ quái này đúng là chỉ có thể xảy ra trong thể chế độc tài, độc đảng như tại Việt Nam. Ông Trọng đang rất cần bà Mai vì nhân sự thượng tầng đang thiếu hụt nghiêm trọng. Bà Mai thật sự muốn thoái lui, có lẽ vì bà ngửi thấy mùi sát khí nặng nề trong Bộ Chính trị. Bởi chưa bao giờ Tô Lâm lại mạnh tay, bất chấp và manh động như lúc này. Nếu cường độ của cuộc đấu đá cứ đẩy lên, thì không loại trừ khả năng các đồng chí trong đảng lại dùng những thủ đoạn thâm hiểm nhất, đấy là thuốc nhau. Liệu rằng một người hiền lành như bà Mai có chịu nổi cảnh tranh đấu khốc liệt như thế này hay không? Dù trên bàn cân bà Mai không gặp nguy hiểm nhiều bằng các vị lãnh đạo khác, bởi cả hai phe đều thấy an tâm hơn với bà, vì bà không tranh quyền đoạt vị, không phải là mối nguy với họ. Nhưng dù sao giữa một rừng gươm giáo đang quay cuồng đâm chém loạn xạ, thì ai dám đảm bảo bà không bị tai bay vạ gió. Đến lúc đó cơ hội biến thành ác mộng. Bà Trương Thị Mai đang ở vào thế kẹt, muốn rút lui cũng không được, mà các bên càng chiến nhau dữ dội, bà lại càng bị đẩy lên cao hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin càng muốn thoái lui, bà Trương Thị Mai càng bị đẩy lên đỉnh cao quyền lực, cơ hội hay ác mộng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.